À, rồi chú coi hai cha con đó kìa. Trời ơi, có em bé kìa. Có ba chay chân trắng như sợ. À, coi kìa. Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang. Cái gì á, em bé không biết nói hả? Em bé nói đi em bé. Okay, you wanna go? Run. Không, đây dép đâu? That way. Dép đâu? Tại sao dạo này không mang dép? Go that way. Trời, 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 trời. Ngủ. Siêu đời nổi không? Trời ơi, ngủ rồi. Cô chú thấy con trai ngủ không ta? Trong đêm một bàn chân bước. Ủa ba đâu ba? Ba sao ba bỏ em? Ba bỏ em rồi. Bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài cua chay. Chay rất buồn vì đường mến rồi nó quá đi đâu á, đi đâu á con yêu, con yêu đi đâu mà tung tăng vậy? Trời ơi, con mang đôi dép ở Việt Nam kìa. Ôi trời ơi, đem đôi dép nó tới qua tận bên Mỹ luôn rồi. Cô nào mua cho Trang cái đôi dép này ta, thì đem qua tới đây luôn á. Cô chú ơi, mùa hè này mà đôi dép nó mang dễ bị té lắm, cẩn thận nha. Giỏi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Ngọc mới vừa đi chợ về mọi người ơi. Hôm nay là Ngọc đi chợ Hàn Quốc. Thì Ngọc có mua một số đồ sẵn rồi. Cái Ngọc có... Ngọc muốn nói cái... Hai. Ông Hoàng Sớm đi ngang qua, ông nói trời tụi mày bài đồ nhìn dễ thương quá. Nhìn good quá. Ngọc đi chợ Hàn Quốc thì Ngọc có một cái vấn đề này Ngọc muốn bàn luận với tất cả mọi người. Với lại Ngọc muốn cho mọi người coi là hôm nay Ngọc mua được cái gì. Thì trước tiên là hôm nay á, tại vì chợ á, chợ bây giờ cũng bán rất là nhiều đồ rồi nên mình không có cần mua đồ dự trữ nữa mọi người. Nên là ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu thôi, chứ còn để trong tủ lạnh chi cho nó chật. Thì Ngọc có mua một cái vỉ thịt để ăn đồ nướng á, thịt mỏng á. Cái này gọi là người ta cắt ra sẵn rồi mình chỉ về mình ướp thôi. Đó, vỉ thịt này có giá là khoảng 10 đô các bạn, là cả khoảng 230 ngàn. Ngọc nói giá đây cho mọi người nào mà chưa biết á, thì biết giá luôn nha. Rồi tiếp theo, đây là cũng là một cái vỉ thịt khác, mà cái phần cắt khác, cũng là thịt mỏng luôn. Cái vỉ thịt này là có giá là gần 12 đô, là cỡ chừng 300 ngàn. Ủa sao nay mua thịt nhiều dữ ta? À cái vỉ thịt, à đúng rồi, cái vỉ thịt đầu tiên á, là thịt bò. Còn vỉ thịt thứ hai này là thịt heo. Vỉ thịt thứ ba này cũng là thịt bò luôn, giống cái vỉ thịt hồi nãy. Vỉ thịt này là cũng là cỡ khoảng 230 ngàn. Sao tóc bữa nay nó tóc gió thôi bay dữ ta. Tiếp theo Ngọc có mua xương. Ngọc mua xương để về hầm làm canh á, làm canh cho chay ăn. Where is she? Hầm làm canh để cho chay ăn á, mua đủ loại canh để về tập cho chay ăn canh. Tại vì theo như các bạn đã biết thì chay ít ăn đồ Việt Nam lắm. Nên là Ngọc ráng mua củ dền, rồi mua bí ngồi, rồi mua mướp, rồi mua bầu. Đi lại đây chơi mẹ nè con. Con yêu, lại đây con yêu. Đó, nên là rẻ lắm. Trời ơi, một cái vỉ xương này quên nói giá nữa. 6 đô là cỡ 130 ngàn ha, mà cỡ khoảng 2 kg. 2 kg xương, mà xương rồi. Các bạn nhìn thấy ngon không? Cỡ khoảng 6 đô la của Mỹ. Tiếp theo sau đó, các bạn thấy hai chai này không? Hai chai rượu soju của Hàn Quốc. Ngọc đi chợ Hàn Quốc không các bạn? Ngọc là tín đồ của chợ Hàn Quốc. Các bạn hay hỏi là mấy bạn ở Hàn Quốc hay hỏi là sao em ngán đồ ăn Hàn Quốc lắm, mà sao chị thấy chị Ngọc đi chợ ở Mỹ mà đi toàn là chợ Hàn Quốc không à? Tại vì khi mà người Việt Nam mình mà thích đồ ăn châu Á các bạn thì hello cục vàng.
Ừ. À, đây là con chào cô chú chưa? Đúng rồi. Hôn mẹ mến. Cô thương mẹ không? Thôi trời ơi, cô chừng té. Ngọc thích đồ ở chợ Hàn Quốc, Ngọc không biết làm sao hết. Rồi, hai chai rượu soju. Chợ Hàn Quốc có bán rất là nhiều rượu của Hàn Quốc, nhưng mà lần đầu tiên Ngọc thấy người ta nhập qua cái loại rượu soju mà có hương vị apple, là hương vị táo. Hồi bữa lúc mà đi qua Cali á, Ngọc đi ăn ở quán cái gì đó, cái gì ốc gì đó, với lại cô Hiền với lại mấy cô với mấy chú á, thì có uống một cái loại rượu soju mà của hương vị dâu rất là ngon luôn. Ngọc về bên đây Ngọc kiếm lại không có, mà cách đây cũng cả năm trời rồi đó, không có. Nên là tự nhiên hôm nay ở đây thấy bán lộ rượu táo nên lên mua hai chai về quất. Mẹ chóc cho mẹ, chóc cho. Cái gì con? Chóc cho. Đồ cột tóc con hả? Đi vô hỏi ba, mẹ không biết. À, hai chai này hả? Một chai nhưng Ngọc cũng biết, Ngọc cũng không để ý giá tiền nữa. Rồi tiếp theo. Trời ơi té con, từ từ. Xong rồi các bạn nhớ là dạo này Ngọc ưa là Ngọc làm đồ ăn rất là nhiều. Ngọc bây giờ là nội trợ chính của trong gia đình rồi mà. Ngọc nhà Ngọc làm vì nấu ăn nhiều quá nên là hết cái mà để lăn bột để chiên giòn á. Nên Ngọc mua một lọc bịch bột chiên giòn của Hàn Quốc luôn. Bịch này là cỡ khoảng 80-90 ngàn một bịch đó các bạn. Rồi mua hai loại khác nhau nha. Hồi bữa là mua cái loại kia, bây giờ mua thêm hai loại khác nhau để mình thử coi cái loại nào ngon thì mình mua, mình ăn tiếp. Rồi tiếp theo Ngọc có mua một dĩ tôm. Tôm này là tôm có đầu mà Ngọc nhìn ở trong đây thấy có gạch dạch nhiều nè, thấy thích. Nên là cái này là cỡ khoảng chưa tới 1 kg, chỉ là 1 pound 30 thôi. Mà 2 pound mới là 2 pound 2 mới là 1 kg thì cái này chắc tưởng có khoảng 450 g là cỡ khoảng 250 ngàn tiền Việt Nam mình á. Rồi tiếp theo là Ngọc có mua một cái này là cơm người ta làm sẵn rồi. Cơm người ta làm sẵn ở trong đây có thịt bò, thịt đồ gì trong này hình như vậy á. Thì mình về mình cứ hâm nóng rồi mình ăn thôi, giống như mì gói vậy đó. Nhưng mà này là cơm. Mua về ăn thử coi sao, coi có ngon không. À, tiếp theo Ngọc có mua tôm các bạn. Các bạn nhớ tôm mà tôm nữ hoàng không? Đây, Nguyễn Thị nữ hoàng. Gọi là king nè. Đó, tôm nữ hoàng. Thấy con tôm 1, 2, 3, 4, chắc trong đây được 5 con tôm. Có giá là cỡ khoảng 50 đô la. 5 con tôm là có khoảng 1.1-1.2 triệu tiền Việt Nam vậy đó. Ngọc mua 2 hộp. Lâu quá Ngọc không ăn tôm nữ hoàng đúng không mọi người? Rồi. Cái này quan trọng Ngọc nói sao? Rồi cái này là các bạn biết gì không? Cái dĩ mà để nướng đồ ăn á các bạn. Ở trước nhà Ngọc có cái lò nướng đồ ăn á, mà Ngọc thấy Ngọc cần mua cái này để về á, mỗi lần nướng đồ ăn cái mình nướng xong cái mình bỏ, nướng xong cái mình bỏ, nó sẽ Ngọc nghĩ là sẽ tốt hơn là nướng trực tiếp trên cái lò than đó. Cái này là Ngọc mua cỡ khoảng có trong đây có bao nhiêu miếng, trong đây có 12 miếng thì cỡ khoảng là 10 mấy đô á, để cho coi chay với ba chay nè. Đó coi. Đó coi hai cha con kìa, đẩy nhau đi kìa. Thôi được rồi không? Oh. Cái đó mặt trăng đó con, chứ con gì? Đúng rồi, đó hai cha con đó. Đó hai cha con. À rồi tiếp theo, cái này là cái bịch bột chiên giòn nè. Hồi nãy là cái đó gọi là cái gì? Cái mà để lăn lên, chiên lăn cái này xong rồi lăn cái bột đó gọi là cái gì? Gã cái gì? Ngọc trời quên này. Rồi cái này là bịch bột chiên giòn cũng của chợ Hàn Quốc luôn các bạn. Hồi bữa Ngọc mua cái loại khác, bây giờ Ngọc mua loại khác nữa để ăn thử coi sao. Rồi tiếp theo sau đó một cái chai rượu nấu ăn. Mà không biết sao trong cái chợ Hàn Quốc đó không có chai rượu nấu ăn của Hàn Quốc ta. Ngọc thấy nguyên cái toàn là có chai rượu nấu ăn của người Hoa không à. Đó. Rồi bây giờ cái này là cái mà quan trọng nhất trong cái video này mà Ngọc muốn nói tới các bạn nè. Các bạn nhớ cái video mà Ngọc mua vô để Ngọc dự trữ cho cái mùa đại dịch không? Ngọc có mua một cái chai nước tương Maggi. Đúng không? Nếu mà mọi người có coi xuyên suốt video Ngọc, các bạn mọi người sẽ nhớ cái chai nước tương này. Thì cái chai nước tương Maggi này nè, Ngọc mua xong Ngọc khui ra Ngọc ăn á, nó không phải là nước tương Maggi của Đức. Thường thường là nước tương Maggi là nổi tiếng là của Đức. Ngọc mới ăn xong Ngọc thấy ủa sao cái vị kỳ quá. Giống như cái mẫu mã đồ này kia nhìn giống y như cái chai nước tương Maggi của bình thường luôn. Nắp đồ này kia khác nọ. Nhưng mà cuối cùng Ngọc ăn xong Ngọc thấy cái vị không phải là nước tương của Đức. Xong mà Ngọc mới nhìn vô,
Ngọc muốn nói cái này để cho mọi người đi á, trước khi mua một sản phẩm nào đó nhớ coi cái product, cái sản xuất ở đâu trước khi mua. Thì Ngọc nhìn xuống là Ngọc thấy cái là product of China, nhưng mà cái bình, cái chữ Maggi giống y chang, cái label giống y chang, nhưng mà có một cái á, cái nắp này mở ra nè, nó khác với lại cái chai mà hồi lúc mà nào giờ Ngọc ăn, cái chai nào lúc giờ Ngọc ăn á, là mở ra là nó có cái ống lên, còn cái này nó không có cái ống. Mà cái mùi nó cũng kỳ lắm, cái mùi nó không hề giống cái chai nước tương Maggi của Đức. Nên là khi mà các bạn mua nước tương á, cái chai này Ngọc cũng trả tiền mắc lắm đó chứ.